Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, một khảo sát cho thấy một trong những thay đổi nhất của tình dục trong khoảng 100 năm qua đó là thay đổi về tư thế làm tình. Theo một thống kê của một trang mạng thì hiện nay có khoảng 300 tư thế ân ái khác nhau của con người so với chỉ khoảng dưới 10 tư thế của những thế kỷ trước. Điều đó cho thấy điều gì? Nó cho thấy tư thế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng dẫn đến thành công của một cuộc yêu. Việc con người ngày càng nghĩ ra nhiều tư thế khác nhau cũng cho thấy nhu cầu sáng tạo trong chuyện ấy là không có giới hạn, đúng không ạ? Giữa đàn ông và phụ nữ thì mỗi giới đều có những sở thích riêng, thậm chí là mỗi cá nhân đều có sở thích về tư thế riêng, không giống nhau. Nhưng dù có hàng trăm tư thế khác nhau thì đối với phụ nữ, họ chỉ ưa thích vài tư thế thôi quý vị ạ. Và trong video này, chúng ta thử khám phá xem phụ nữ nói chung thích những tư thế làm tình nào nhất quý vị nhé. Tư thế đầu tiên là tư thế truyền thống, nam ở trên. Hơn 90% các cặp đôi lựa chọn tư thế làm tình này và người ta gọi đó là tư thế truyền thống. Tức là nó là tư thế sơ khai, có từ khi con người mới xuất hiện. Cái gì đã thuộc về truyền thống thì tức là nó đã được trải nghiệm, được thực nghiệm nhiều trong cuộc sống. Vị trí này bao gồm các chuyển động kéo dài, cong và căng của cơ thể và hoạt động tốt trên cơ ngực, cơ delta, bắp tay và cơ tam đầu. Khi người phụ nữ nằm ngửa, họ cũng có thể duỗi cơ lưng, uốn cong cơ thể và căng cơ bụng. Trong quá trình làm tình, cô ấy cũng có thể nâng người lên, được quan sát toàn bộ không gian, cơ thể của bạn tình. Duy trì tư thế này trong nửa phút có thể tăng cường sức mạnh của eo và bụng. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, khi đàn ông ở trên, cánh tay và vai chịu áp lực lớn hơn, đồng thời khuỷu tay và đầu gối giữ thăng bằng tối đa nên các cơ được căng ra. Điều này thì tạo ra sức mạnh chủ động cho nam giới, và khi nam giới có sức mạnh và làm chủ được những di chuyển, động tác của mình thì thời gian yêu có thể được kéo dài và bền bỉ hơn. Phụ nữ thích điều này, quan trọng nhất là họ biết được gương mặt, biểu cảm của người đàn ông. Thứ hai là tư thế ngược lại, tức là nữ ở trên. Đây được cho là tư thế giúp phụ nữ dễ đạt cực khoái hơn. Khảo sát 1.000 phụ nữ thì có tới 45% phụ nữ đánh giá là họ đạt được cao trào dễ dàng khi họ được làm chủ trong tư thế này. Đây được cho là tỷ lệ cao đối với phụ nữ. Ngoài ra, ở tư thế này, phụ nữ còn có thể rèn luyện cơ bụng và cơ lưng dưới một cách hiệu quả. Quan hệ ở tư thế này giúp phụ nữ bảo vệ được vòng eo của mình, đồng thời giảm mỡ bụng hiệu quả bằng 800 lần quay vòng sau 10 phút quan hệ. Đây là một con số rất đáng lưu ý. Ở vị trí này thì phụ nữ được ví như một người cầm cương và hoàn toàn chủ động về nhịp điệu, tốc độ, độ sâu nông, và quan trọng nhất là họ biết cách tiến đến cao trào. Đây còn là cách để phụ nữ rèn luyện cơ bắp tay, cơ tam đầu, cẳng tay và cơ ngực của người phụ nữ ở mức tối đa. Ngay cả đàn ông cũng thích vị trí này của phụ nữ, bởi vì lúc này người phụ nữ sẽ thể hiện bản năng một cách tối đa. Thứ ba, đó là kiểu ngồi đối diện. Tư thế ngồi đối diện tức là nam và nữ ngồi đối diện nhau, nữ quấn hai chân quanh eo nam. Tư thế này giúp kéo căng cơ bắp chân một cách hiệu quả, vì cả hai bên đều phải duy trì tư thế ngồi ổn định và thực hiện các cái động tác quan hệ với một mức độ sức mạnh nhất định, nên có yêu cầu cao đối với nhiều nhóm cơ trên cơ thể. Tư thế này thì đòi hỏi khắt khe hơn với người đàn ông và có tác dụng là rèn luyện sức khỏe tốt hơn. Bắt buộc người đàn ông phải có cơ lưng thật khỏe và có sức mạnh bền bỉ, nếu không sẽ dễ bị căng cơ. Còn vì sao phụ nữ lại thích tư thế này? Bởi vì ở tư thế này, họ được đàn ông kích thích vùng ngực mạnh mẽ nhất
và họ cũng chủ động trong việc điều chỉnh tốc độ và sức mạnh. Thứ tư là tư thế con mèo. Ở đây được gọi là kỹ thuật đường thẳng và cho phép phụ nữ trải nghiệm cực khoái mãnh liệt. Nó hơi giống với tư thế truyền giáo hay truyền thống, nhưng yêu cầu người đàn ông đổ người về phía trước, đặt tay ngang với vai bạn tình để hỗ trợ và giữ cho cơ thể của họ thẳng hàng. Trong quá trình quan hệ, nam giới có thể di chuyển lên xuống nhẹ nhàng và nhịp điệu vừa phải. Lúc này, hai ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, có thể cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của nhau trong khi ân ái. Thứ năm là tư thế xách chân. Cái gọi là tư thế ôm chân ám chỉ người nữ gác chân lên vai bạn tình. Tư thế này có thể kích thích rất lớn khả năng chiến đấu của người đàn ông. Đồng thời nó cũng có thể kéo giãn cơ chân của người phụ nữ và rèn luyện cơ bụng của cô ấy. Tư thế này là bài tập aerobic lý tưởng, tương đương với 30 phút tập thể dục trong phòng gym. Ngoài ra trong quá trình quan hệ, tư thế này phù hợp với những người đàn ông mà kích thước, chiều dài không đủ tiêu chuẩn. Ở vị trí này, công cụ sẽ đi vào sâu hơn và khiến cho phụ nữ phấn khích hơn. Và đương nhiên, cái gì làm cho phụ nữ kích thích mạnh mẽ thì họ sẽ thích, đúng không ạ? Thứ sáu là các tư thế phải thực hiện động tác cúi người xuống. Ngoài các tư thế làm tình thông thường, các tư thế có hành động như ngồi, cúi người và cúi xuống có thể kéo dài màn dao động. Điều này có lợi thế hơn so với tập luyện thể dục. Vì tư thế này đòi hỏi phải uốn cong nhiều nên nó mang lại một cái bài tập tuyệt vời cho các nhóm cơ cột sống và cơ đùi trong. Ngồi, đứng hoặc cúi xuống có thể rèn luyện cơ bụng và khiến cơ thể phụ nữ cân đối hơn. Với những phụ nữ thích tập thể dục nhưng lại không có thời gian để làm cái điều đó thì họ sẽ chọn tư thế khi ân ái để nhất cử lưỡng tiện. Thứ bảy là phụ nữ nằm nghiêng quay lưng về phía đàn ông. Quý vị thân mến, quan hệ quá thường xuyên có thể khiến cả hai bên cảm thấy mệt mỏi. Và trong lúc mệt mỏi như thế thì các cặp đôi cân nhắc chuyển sang tư thế nằm nghiêng. Đàn ông cũng nằm ở tư thế tương tự nhưng phía sau lưng bạn tình. Vì tư thế này không cần chịu sức nặng của đối phương và có thể nằm nghiêng trên giường. Đặc biệt đối với những người thừa cân béo phì. Đối với phụ nữ nói riêng, tư thế này vừa an toàn, vừa tạo ra được khoái cảm mạnh mẽ. Bởi đôi bàn tay của đàn ông lúc này có thể thoải mái để kích thích các vị trí nhạy cảm của bạn tình. Theo thống kê và khảo sát thì đây còn là tư thế làm tình được sử dụng phổ biến thứ ba của các cặp đôi và là tư thế sử dụng nhiều nhất của phụ nữ khi mang thai. Sẽ có người nói rằng phụ nữ còn thích phong cách doggy, nhưng sự thật thì không phải. Bởi vì hầu hết phụ nữ đều cảm thấy đau đớn nhiều hơn ở tư thế này khi đàn ông sử dụng lực ở các nhóm cơ quá nhiều và mạnh, gây ra sự sợ hãi. Quý vị thân mến, Khánh Ngọc vừa thống kê một số tư thế ân ái mà phụ nữ thích nhất. Tất nhiên, như Khánh Ngọc đã nói, mỗi người, mỗi cá nhân có một sở thích khác nhau. Nhưng đây là tư thế mà số đông phụ nữ lựa chọn qua khảo sát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.